Tập 22. Công chúa gia nhân, mời theo bộ ta gì? Ta không gì, vậy thì không trách được bộ ta. Người đâu? Có, bắt lấy công chúa. Rõ. Đi hạ, đi đi. Mời đi đi, để bộ ta chặn lại. Bắn tên. Đi. Giơ tay, không được là công chúa bị thương. Đi, cho thời gian chạy bị thương rồi. Tiểu Khang, đi. Ai cho người bắn họ bị thương? Thuộc hạ lùi xuống nhận 20 gậy. Dân. Gia nhân vừa gọi hắn là Triệu Thần Dân. Lẽ nào Triệu Thần Dân, chàng chảy máu nhiều quá, chàng có chịu nổi không? Chắc hẳn trên tên này đã có độc. Giờ cả người ta đang mất sức. Vậy phải làm sao? Truy binh của Thập Nhất Điện Hạ cũng không biết khi nào sẽ đuổi tới. Hoàn cảnh chỗ này tệ quá, vết thương rất dễ nhiễm trùng, phải xử lý. Việc cấp bách bây giờ là phải cầm máu. Thế này đi, Tiểu Bảo, quên đi ký bếp củi đun ít nước nóng. Được. Triệu Thần Dân, chàng chịu khó chút, ta ra ngoài kiếm mít thảo dược. Về ta sẽ. Nha đầu, đừng rời xa ta. Ta chỉ ra ngoài tìm ít thảo dược cầm máu cho chàng. Lần này ta sẽ không đi đâu đâu. Tiểu Khang, ngươi đi chung với nàng đi. Dân. Chờ ta. Phía đó thế nào? Chờ thêm chút, để ta tìm thêm. Đi rồi. Ở đâu đây? Hình như ta thấy rồi. Ta thấy rồi. Đây là kế thảo có thể cầm máu. Đây là kế thảo sao? Được, vậy chúng ta đi mau đi. Cẩn thận dưới chân đó. Tên Tần Thọ này vẫn còn chút lương tâm. À phải rồi, quên tên Tiểu Khang đúng không? Đúng rồi. Quân bắt đầu theo Tiết Điện Hạ từ bao giờ? 3 năm trước. Có phải Quân có một tỷ tỷ không? Phải, cô biết tỷ tỷ ta sao? Ta có nghe kể qua. Đi thôi nào. Cẩn thận. Bộ ta về rồi đây. Tiểu Bảo, mang nó nóng qua đây đi. Được, Tiểu Khang. Cái này mang đi rửa sạch, băm dùng là được rồi. Được. Triệu Thần Dật, xin lỗi chàng, ta thật sự không tìm được thảo dược có thể dùng làm thuốc tê. Lấy nửa nhỏ ra nhất định sẽ đau lắm. Chàng chịu khó nha. Không sao đâu, ta không sợ. Nước tới rồi. Đây. Sao vậy? Đau đó. Ta vẫn nhớ là trước kia nàng chẳng còn thèm nghĩ, cứ thế nhổ luôn. Cái con heo đang bay kìa. Bay tới rồi. Chàng còn nói được nữa. Tí Bảo, ngươi nhổ đi. Chỉ có một chút, nhẹ tay thôi. Ta làm xong rồi, còn đau không? Hết đau rồi. Nàng là liều thuốc giảm đau tốt nhất của ta. Chàng mệt không? Hay là nghỉ một lát đi. Không, ta không ngủ đâu.
Ta sợ ngủ rồi nàng lại biến mất nữa. Lần này ta sẽ không đi đâu đâu. Ở đây với chàng nha. Gây go rồi. Điện hạ, không hay rồi. Truy binh của thập nhất điện hạ đã tới. Công chúa điện hạ, làm sao bây giờ? Chưa đi đâu xa, mau đuổi theo. Rõ. Ra đây. Nhanh. Chị thần dân, thập nhất huynh và gia nhân. Từ hồi chính dân tấu cho phụ hoàng, nếu huynh phản bội trốn đến Hỏa Thư, quả nhiên là thật. Ta không phản bội, ta chỉ đi điều tra một chuyện. Bất đắc dĩ. Vậy huynh theo ta về Tân Minh, nói thẳng trước mặt phụ hoàng. Giờ bởi ta không thể theo ngài về được. Cô Tứ ca, quỳ đã bỏ trốn sang Ngõa Tư thì đừng trách ta không khách sáo. Điện hạ cẩn thận. Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang. Chuyện này không thể trách ta được. Điện hạ, những năm qua Du gia có lỗi với ngài. Không, ta từng hứa với thầy sẽ chăm sóc tốt cho ngươi và tỷ tỷ của ngươi. Ta từng hứa với Tâm Nhi phải trả thù cho cô ấy. Giờ đây ta đã nuốt lời, là ta có lỗi. Ngài đã vì bọn ta mà hy sinh cả cuộc đời. Ngài không nên gánh vác thêm những hận thù này nữa. Ngài nên theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, Tiểu Khang, hy sinh. Thì ra hy sinh là như vậy. Đưa hết đi, tuân lệnh. Thập nhất, ăn đi. Ta không ăn. Giới trò giận dỗi sao? Ngài đưa cho thì giật đi đâu? Giờ lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cô nấy? Ngài là ca ca ngài. Nếu cô nấy không phải là ca ca ta thì giật cô nấy đã chết rồi. Thậm chí điện hạ, ngài là hoàng tử Tân Minh, là ca ca của ngài, sao ngài có thể phản bội Tân Minh được? Cô nấy là hoàng tử của Tân Minh sao? Một công chúa Ngõa Tư như cô sao còn hiểu rõ hơn ta vậy? Chuyện của anh ấy phản bội trốn sang Ngõa Tư chưa có kết luận. Xử trí thế nào là chuyện của phụ hoàng, chức trách của ta. Lại đưa cô ấy về kinh thành giao cho phụ hoàng. Ngài định đưa ngài về Tân Minh sao? Đúng. Chắc giờ đang trên đường đi rồi. Chậm thôi. Điện hạ, vết thương ở chân ngài lại tái phát rồi. Không phải về Tân Minh sao? Sao lại đến đây?
Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn, rồi xuất phát cũng không muộn. Cẩn thận, Điện Hạ. Vết thương của chân ngài trở nặng rồi, cần tìm một đại phu chữa cho ngài. Không cần. Đi thôi. Tối đó công chúa bị đưa đi, Điện Hạ lòng nóng như lửa đốt đi tìm khắp nơi, nên vết thương cũ ở chân mới tái phát. Nhiều chuyện quá. Vậy giờ còn đau không? Không sao. Chỉ là mấy năm trước lúc diệt cướp không cẩn thận bị thương. Vết thương này phải nằm suốt một tháng liền. Nhiều chuyện, sao ngài còn đi diệt cướp? Phụ hoàng gửi gắm trọng trách, bởi vì đất nước con dân đó là chức trách. Thập Nhất trưởng thành thật rồi. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Ngày kia chúng ta còn phải về kinh chuẩn bị cho tốt. Ngày kia không được đâu. Vết thương trên chân ngày tái phát, phải nghỉ thêm vài ngày nữa. Chút thời gian này làm sao đủ để mình nghĩ cách cứu trừ thần vật đi. Cô đã quan tâm ta sao? Ta chỉ... Được rồi, chuyện này đã quyết định vậy, không cần nói thêm. Người đó. Sao rồi, chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi. Có điều... Sao, công chúa gia nhân quả nhiên cô ấy vẫn không chịu sao? Hà Quan, cô giúp ta. Mai Linh, cẩn thận. Cái này là gì? Đây là xe lăn. Ngài ngồi lên đi, sẽ không đau chân nữa đâu. Đã thế cũng có thể thoải mái cử động. Lâu lắm không được thấy phát minh lạ lẫm mới mẻ như thế này. Mau, cái này là công chúa đích thân làm cho Điện Hạ phải không? Mau ngồi lên đi. Cô theo ta đến một nơi nha. Tiểu Giai, cô có biết thành tức mặt này có một loại rượu rất đặc biệt, tên là rượu qua đào không? Mẫu phi ta nói đây là rượu qua đào đặc trưng ở quê hương người thành tức mặt, phải uống cùng người quan trọng. Ta không biết. Rượu này rất đặc biệt, phải dùng qua đào chỉ có tức mặt, uống cùng với người quan trọng. Lần cuối ta uống loại rượu này là 3 năm trước. Lần đó ta rất muốn đến đây ngắm qua đào của tức mặt, muốn đến đây cùng cô ấy. Ta chỉ muốn hỏi tỷ, có bà lầu của ta tới tức mặt không? Nếu lần đó mình đi cùng Thập Nhất, cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Có rồi, ta xem nào. Tần Thọ thế nào rồi? Thế này là sao? Sao lại cùng Thập Nhất bắt cá tức mặt? Vì trong kết cục của Thập Nhất hoàng tử là ngày đưa cô vượt ngục bỏ trốn, cuối cùng định cư tức mặt. Trúng luôn. Chàng nhìn phía đó kìa. Đây. Đây là kết quả xuất sắc cao nhất, được tính dựa trên điểm thiện cảm và đoán ý của nhân vật. Tiểu Giai, nếu lúc trước mình tin tưởng ngày ấy, không thốt ra những lời đã kích ngày ấy, thì có thể Thập Nhất cũng không trở nên như bây giờ. Tiểu Giai, những năm qua ngài sống có tốt không? Tất nhiên phải tốt rồi. Từ một đứa trẻ ngờ nghệch vô tri,
để một hoàng tử nắm giữ trọng quyền, có gì không tốt? Đây là điều người muốn thật sao? Điều ta thực sự muốn, tức mặt là cố hương của mẫu phi ta. Mẫu phi và phụ hoàng ta quen nhau ở đây. Họ dùng qua đào này lập lời thề, bên nhau trọn đời. Mỗi khi mẫu phi kể lại dĩ vãng này, nét mặt của người lại lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nên từ nhỏ ta đã hướng về nơi này. Ta nghĩ bụng, tức mặt chắc hẳn phải là nơi khởi đầu cho tình yêu hoàn hảo nhất thế gian này. Khi nào ta trưởng thành, ta nhất định phải dẫn theo người mình yêu đến đây. Nên bây giờ ta đã đưa cô tới. Thập nhất điện hạ, ta hiểu tâm ý của ngài, nhưng ta không thể đón nhận. Ta xin dùng qua đào khắp nơi này thì, để khi chúng ta thành thân xong, ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Ta có thể theo ngài về kinh, nhưng ta không thể nhận lời thành thân với ngài. Vì Tiết Ca sao? Không sao, thời gian hai người quen nhau cũng không lâu, ta có thể chờ. Sau khi chúng ta thành thân rồi, ta vẫn còn cả cuộc đời để cô dần dần thích ta. Ta rất khó giải thích cho ngài hiểu. Thực ra ta và ngài ấy quen nhau lâu lắm rồi. Bọn ta từng trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều hiểu lầm, rất rất nhiều khó khăn. Khó khăn lắm mới tìm được nhau. Bọn ta còn từng giao hẹn phải cùng nhau về nhà. Về nhà. Cô là công chúa được ngõ thư cửa đến hòa thân với ta. Cô chỉ có thể theo ta về nhà. Người đâu? Đưa công chúa về nhà. Công chúa, mời. Mấy người qua bên này đi. Dân, các người nhẹ tay đi. Đây là công phẩm sức mẻ gì không cánh nổi đâu. Dân, đúng là lóng ngóc mà. Nè các ngươi nữa, nhanh lên đi. Công chúa, đã đến ngày này rồi. Phải, thời khắc quan trọng. Các quan còn một mình lén chạy về ngõ tư, đúng là không tin được. Ngươi đừng nói vậy, là ta bảo hắn về đó. Không được, ta phải tìm Triệu Thần Vân. Công chúa, người nhất định đi gặp ai? Bên ngoài toàn là người của thập nhất hoàng tử. Mấy bữa nay người đã thử bao nhiêu lần rồi, không ra được đâu. Công chúa, người còn làm loạn thì chẳng phải là tôi công hết sao? Tôi công cái gì chứ? Trời đất ơi, ta chỉ trèo cửa sổ thôi mà. Các người không cần phải rầm rộ vậy chứ. Công chúa, thứ lỗi cho bọn ta vô lễ. Do thập nhất hoàng tử canh gác nghiêm ngặt, bọn ta mà không thể hội ngộ với người. Cũng may vừa rồi người nhanh trí nắm được thời cơ mở cửa sổ. À không phải, ta không có. Công chúa ngài yên tâm, bọn ta đã bố trí hết theo lời dặn của đại dương. Mai chỉ cần người ra tay là chúng ta có thể bắt giữ hết bọn chúng. Bắt giữ à? Bắt ai? Công chúa xin lỗi, là đại dương dặn dò chúng nô tỳ lúc người tới đây nhất định phải đợi đến lúc trước đêm tân hôn, người mới được đọc nội dung trong túi gấm này. Bản đồ này nghĩa là sao? Công chúa, đây là một tấm bản đồ giữ mạng. Dọc trên bản đồ này đều đã mai phục người của ta. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ám sát, người hãy mang theo tuyến đường này mà rời khỏi. Ám sát nhiệm vụ? Ám sát ai? Chúng tôi thì làm theo ý của đại dương. Bôi sẵn thuốc độc lên ly rượu thập nhất hoàng tử sẽ dùng vào ngày mai. Đến lúc đó thập nhất hoàng tử uống vào sẽ mất đi khả năng chống trả. Người cứ yên tâm ra tay, người của ta sẽ ủng hộ người về ngõ tư suốt dọc đường đi. Về phần tên cẩu hoàng thượng kia thì để ta đích thân giải quyết. Không được, ngươi không được làm vậy. Không lẽ hai người mới tiếp xúc với lũ gian ác kia có vài ngày nảy sinh tình cảm rồi? Người đều bị vẻ ngoài của chúng lừa gạt như vậy, người tân minh sợ trá lắm. Người quên rồi sao? Suốt bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn luôn tuân thủ lời hứa.
chưa từng nghĩ đến chuyện xâm lăng. Nhưng không ngờ chúng lại tập kích chúng ta vào lúc cả nước chúng ta chung vui. Hại Tiên Dương vội vã nghênh chiến, hy sinh trên chiến trường, giờ có bắt công chúa quà thân lập con tin. Lưu tướng nhân bị ổi đó, được chết như vậy đó là hời cho chúng lắm rồi. Nếu vậy là hai người đã biết kế hoạch ám sát này từ đầu rồi. Đại Dương lo người thẳng thứng không giấu nổi chuyện, sợ nói ra người biết sớm sẽ phá hỏng kế hoạch. Không, ta không cho phép người làm thế. Công chúa, người nói vậy là sao? Người không ra tay nữa sao? Hai người thử nghĩ kỹ đi. Dù lần này là Ngõa Tư có ám sát thành công, quan hệ giữa Ngõa Tư và Tân Minh sau này sẽ ra như thế nào chứ? Hơn nữa mọi người giết hoàng đế hiện giờ của Tân Minh, thì chắc phải sẽ còn hoàng đế mới lên thay sao? Đến lúc đó quan hệ giữa hai nước sẽ càng ngày tệ hơn. Đó thực sự là điều chúng ta muốn sao? Với lại ta không thể làm gì tổn thương đến họ nữa. Công chúa, Thủy Tâm cô điên sao? Sao cô lại ra tay với công chúa? Công chúa nhất thời mềm mỏng nhân từ, chúng ta không thể không hoàn thành nhiệm vụ của Đại Dương. Làm vậy là vì Ngõa Tư thôi. Dịch bệnh của Vũ Lăng trên cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn cần quan sát thêm vài ngày. Tuy giờ chưa thể thông thương ngay với bên ngoài, nhưng cuộc sống của bách tính địa phương đã trở lại bình thường. Trẫm nghe nói con còn bắt được Dật Nhi. Vâng, Nhi thần đã giam Tứ Ca lại. Phụ hoàng có muốn xét hỏi quân ấy luôn không? Không cần vội, sai người canh giữ nghiêm ngặt là được rồi. Vâng, lần này con xử trí rất tốt, đa tạ phụ hoàng. Con cũng biết khuya dậy rồi còn gọi con đến, không chỉ để nghe con nói chuyện này. Ngày mai là ngày đại hôn của con và gia nhân. Nhi thần đã hiểu, tất cả nằm hết trong tầm kiểm soát. Quán trọ hội đồng. Ra ta cũng mạnh quá đó. Không được, hôm lễ sắp bắt đầu rồi. Tham kiến công chúa. Nhất bái thiên địa. Tiểu giai, ta thật lòng muốn được ở bên nàng. Dù cho sau này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cho hết sức bảo vệ nàng. Hãy tin ta. Nhị bái cao đường. Đứng lên đi. Phu thê giao bái. Hoàn thành. Tạm nhất không được uống, trong rượu có độc. Chạy mau. Công chúa, đi mau. Thập nhất, có ra đã chuẩn bị từ đầu rồi. Điện hạ, thập nhất,
Đi đi. Thủy Minh. Thủy Minh. Thủy Minh sao rồi? Công chúa à, nô tỳ chăm sóc. Thủy Minh. Thủy Tâm. Không may rồi, cô ta định uống thuốc độc. Điện hạ, cô ta dùng thuốc độc tự sát rồi. Thủy Tâm. Thủy Tâm. Thập nhất điện hạ, ngài trưởng thành thật rồi. Trưởng thành thật rồi. Báo từ tiếng gửi thư gì? Ngã tư ra quân ngay trong đêm và đám sát biên giới. Một lũ ăn hại. Lẽ nào mời vạn đại quân Tân Minh phái đi lại không địch nổi bốn vạn binh mã của đối phương sao? Bẩm phụ hoàng, lệnh tác chiến này cách Tân Minh rất xa. Hơn nữa toàn bộ quá trình hầu như không thể dừng lại nghỉ ngơi. Đến khi tướng sĩ của chúng ta đến thì đã cạn kiệt sức lực, thật sự không đủ thể lực. Hơn nữa Tiêu Ngã Tư không đủ binh lực, nhưng họ du mục quanh năm, giỏi kỵ xạ, tác phong dũng mãnh, quả thật không dễ đối phó. Trẫm không cần nghe mới là giải thích này. Trước thì chúng giả vờ hòa thân hòng mưu hại trẫm, giờ còn liên tục gây hấn ở biên giới, quả thật không có Tân Minh ta ra gì. Lẽ nào các con muốn trẫm trơ mắt nhìn chúng tiến vào lãnh thổ Tân Minh ta sao? Phụ hoàng, chỉ thần xin đi chiến đấu, thay thế Lý Tướng Quân ra tiền tuyến giết giặc. Được rồi, trẫm biết. Dĩ nhiên quyết tâm xông trận giết địch, nhưng nhạc phụ con đã có tuổi rồi, lần này con bị trọng thương, chưa kể Lan Di còn đang mang thai. Thôi, con cứ lại tiếp ứng ông ta về triều dưỡng thương đi. Đa tạ phụ hoàng. Thập nhất, có nhi thần, trẫm quyết định để con đem binh xuất chinh, xuất phát ngay ngày mai, nhất định phải đánh một mẻ lớn quân đội Ngõa Tư. Nhi thần tuân lệnh, quyết không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Tôi đã lâu rồi không ăn gì, ít nhiều có ăn một chút đi. Thập nhất hoàng phi, quên khoan đi, đám người Ngõa Tư cùng đến Tân Minh đâu? Họ sao rồi? Lần này Ngõa Tư ồ ạt tấn công biên giới Tân Minh, hoàng thượng giận dữ, tất thảy người Ngõa Tư cùng đến với cô đều đã bị ban chết rồi. Thế còn các quan? Trước đó quả thật từng có người bị giam giữ ở đây một thời gian, người đó câu đến Ngõa Tư chỉ là e. Không đâu, không thể nào. Trời thật giờ sẽ không chết đâu, chàng không thể nào chết được. Thập nhất, trận này gian nan, để phải sức cẩn thận. Đã 3 năm rồi, hiếm khi nghe được một lời quan tâm từ nhị ca. Ta chỉ thấy đệ có bây giờ ngày càng giống ta của ngày trước. Vậy sao? Không biết từ lúc nào, mọi chuyện ta đều coi huynh là mục tiêu. Ta bắt đầu điên cuồng đố kỵ huynh. Đố kỵ? Ta nhớ láng máng là huynh lấy đi một thứ rất quan trọng từ chỗ ta, nên ta nghĩ nếu ngày nào đó có thể giống như huynh, giành được quyền thế lớn như huynh, thì mới có thể giành lại nó.
Thứ gì? Nực cười là chính ta còn quên mất nó là gì. Là gì nhỉ? Ta sẽ không ăn đâu. Không cần để tìm ta. Không ăn thì sức đâu mà ra ngoài. Là điện hạ sao? Đến lúc này rồi cô còn mong đợi nam nhân đó sao? Ngài làm gì chàng ấy rồi? Cô đã nói hoàng tử thông đồng địch phản quốc đó sao? Hay là tên nghịch tặc trà trộn vào sứ đoàn ngõ tư, đột nhập hoàng cung? Cô nghĩ ta sẽ làm gì hắn? Ta cho ngài biết chàng ấy không hề làm gì hết. Chàng ấy ngụy trang thành các quan, chỉ sang ngõ tư thăm dò tình hình, tìm ra tên tội đồ thông đồng phản quốc. Chàng ấy chưa bao giờ phản bội Tân Minh. Ngài dựa vào đâu mà nói chàng ấy như thế chứ? Cô cũng không thèm nhìn lại tình cảnh của mình xem. Dựa vào đâu mà nói với ta những điều đó? Phải, bây giờ ta mới là tội đồ của Tân Minh. Đến chính ngõ tư của mình, ta cũng không được về nữa. Không, chỉ cần cô muốn, cô vẫn là thập nhất hoàng phi, được hoàng thượng ban hôn. Chỉ cần cô đồng ý, cô vẫn là thê tử của ta. Ta từng nói sẽ cho hết sức bảo vệ cô. Chỉ cần bây giờ cô cầu xin ta là ta có thể thả cô ngay lập tức. Sao ngài trở nên như vậy hả? Đừng tưởng có quyền lực rồi là có thể thích làm sao thì làm. Dù ta có chết cũng đừng hòng ta khuất phục ngài. Ngài cũng vĩnh viễn không có được ta đâu. Không, không. Phụ hoàng đã trao binh quyền cho ta. Ngày mai ta dẫn binh xuất chinh, sẽ bằng ngõ từ giết cho không còn mảnh giáp. Chờ ta trở thành anh hùng được vạn dân Tân Minh mến phục, thì chinh phục một công chúa đầu hàng không khó được. Gặp dịp vui thế này, chúc đại ca thời thế an khang, thọ lâu trăm tuổi. Chúc nhị ca cầu được thấy thỏa mãn tâm nguyện. Chúc tất cả có cuộc sống tươi đẹp suôn sẻ, cả đời vô lo. Vậy chúng ta chúc thập nhất mãi giữ được sự ngây thơ. Rõ ràng ngài từng là một thiếu niên ngây thơ đơn thuần đến thế. Thập nhất điện hạ, không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi ngài đã trở nên mưu mô thế này. Có phải giờ ta nên chúc mừng điện hạ không? Ngài thừa biết kế hoạch của ngõa tư mà không ngăn cản, chỉ vì để chiếm được lòng tin của hoàng thượng. Bụng dạ mưu mô thế này, bảo ta làm sao yêu nổi một người như ngài đây. Toàn bộ chuyện này không liên quan tới gia nhân, cô ấy cũng không hề hay biết. Mong đệ có thể buông tha. Không đệ nào, đệ... không diễn nốt vở kịch này. Ta dùng cái gì để khiến phụ hoàng tin ta tuyệt đối đi? Để thế này, nàng ấy không thể nào thích đệ được đâu. Tri thần vật, ta cho quỳnh biết, giờ nàng ấy là người của ta. Ta tự khắc bảo vệ nàng ấy chu toàn, chỉ dựa vào bộ mặt bây giờ của đệ sao? Ta cũng muốn xem đứng trước sống chết cô ấy sẽ lựa chọn thế nào. Triệu thần hiên, nếu đệ không tin thì chúng ta chớp mắt lên xem. Quả nhiên, quả nhiên đúng như quân ấy nói. Quân ấy còn sống.